Vâng, xin chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Với một video bên em giới thiệu các bác một mẫu loa rất đáng chơi cho các bác. Đây là dòng loa 3G, có model là F12. Ngoại hình rất đẹp nên các bác nhé. Đây ạ, thông số của dòng loa 3G F12, thương hiệu đến từ Đức nha các bác nhé. Anh em của dòng loa B3 với trở kháng là 8 ohm, công suất là 250W, và trọng lượng một chiếc thùng loa này nó nặng lên đến 17,5 kg. Một dòng loa rất đẹp, rất đáng chơi, và các bác có thể chạy âm ly này, chạy cục đẩy này, và chơi trong gia đình thì nó là mỹ mãn rồi. Sau bên em sẽ đi sâu về cái chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng nhé. Đấy. Và đây là cái nội thất của dòng loa 3G F12. Đấy, sở hữu một bát 30 này, hai chung và hai tép. Quá đẹp. Đấy, đúng ra là để nó như thế này là nó thể hiện là hai chung bên dưới, hai tép bên trên này. Rất đẹp nhé. Để em quay ngược lại để lấy ánh sáng cho các bác được chiêm ngưỡng này. Củ từ rất đẹp nhé. Củ từ rất đẹp nhé. Và dòng loa này thì gân nó vẫn còn nguyên bản nhé. Và độ gân của dòng loa này nó rất bền và dai nhé các bác ạ. Nên bên em cứ để nguyên này để các bác được sử dụng những chiếc gân zin của nó này. Màng xanh nét này nẹp nhé các bác nhé. Và dòng loa này thì nó chạy côn này nó phải rơi vào côn 65, nhưng mà nó côn 65 4 lớp nha các bác nhá. Nên nó đưa ra cái giải bass, cái giải âm trầm của nó rất sâu và hay, mềm mại. Mềm mại thì nó là gân ca su, gân xốp này. Thì nó rất mềm nhá. Đấy, của B3 hay 3G thì đều được in trên củ từ cái thông số kỹ thuật rất đẹp nha các bác nhá. Đấy, nói về cái củ bát này nó là chấm hết đây các bác ạ, rất đỉnh nhá. Và hai chung giống nhau nhá. Chung này thì nó chính là cái chung của loa B3 X8i nha các bác nhá. Đấy, tép này, hai tép giấy này. Nên dòng loa này nó là dòng loa ba giải chung, tép và bát, rõ ràng luôn nhé. Dòng này thì các bác vừa nghe nhạc thì cái lời của nó rất hay nhé, và hát karaoke thì lời nó quá đỉnh luôn này, bởi vì nó sử dụng được hai chung và hai tép. Cái tép này nghe nó mềm mượt, nghe nó phê lắm các bác ạ. Đấy, nói đến phân tần của dòng loa 3G này hay những dòng loa lầm thì chắc chắn là không có cái phân tần nào mà nó đỉnh như phân tần của dòng loa 3G F12 này. Đấy, quận cản và tụ hãng họ làm tính toán đẳng cấp luôn, rất to như các bác ạ. Và đặc trưng của cái bông tiêu âm của 3G F12 này nó chính là bông của những thùng loa B3 X12i, X15i hay những dòng loa B3 nói chung. Đấy, nó vẫn là anh em và cùng một nhà máy sản xuất ra thì nó đặc trưng giống nhau, bông tiêu âm y chang nhau. Quá đẹp và chất lượng để cho các bác sử dụng nhá. Và đợt này thì bên em đang có giá xiên mùa hè cho các bác chơi nhá. Giá có 4 triệu thôi. Và đợt này bên em về nó rơi vào khoảng 20 cặp, anh em đang vệ sinh sạch sẽ. Đấy, và phía bên ngoài này thì anh em những cặp vệ sinh rồi thì anh em đang cuốn co để bảo vệ bụi và để chồng lên nhau cho nó đỡ bị xước xát. Đấy, bên em làm rất là chi tiết và cẩn thận nhé các bác nhé, tháo hết ra, vệ sinh từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Đấy, đây là những cặp đã hoàn thiện ok, kiểm tra test thử kỹ càng, chỉ cần các bác alo bên em sẽ gửi hàng cho các bác ngay nhé.
trong ngày những bác nào ở gần mà nhận trên con đường ô tô thì chắc chắn là trong ngày các bác sẽ nhận được. Và các bác ở xa miền trong, miền Nam, Sài Gòn, Cần Thơ thì bên em sẽ chuyển bằng con đường chuyển phát. Nên là các bác cứ yên tâm nhé, bên em sẽ đóng hàng rất cẩn thận. Ví dụ như những kiện hàng nhỏ như thế này, bên em đóng xốp rất cẩn thận cho các bác nhé. Và những cặp loa này mà các bác ở miền trong thì nhận bằng con đường chuyển phát cũng được, và nhận theo nhà xe, bên em sẽ liên hệ nhà xe gửi cho các bác nhé. Giá rất tình yêu cho các bác nhé. Và các bác chơi trong gia đình chỉ cần một cặp này cũng nghe nó đã quá đủ rồi các bạn. Không gian khoảng tầm 20 đến 30 mét vuông các bác chơi rất hay, không cần súp nhé. Dòng này tiếng âm trầm nó rất hay rồi các bác. Và các bác có nhu cầu mua sắm những sản phẩm hàng xịn chất lượng, các bác alo cho em nhé qua hai số hotline 0963 101 38 hoặc 0962 355 309. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Và đây là những kiện hàng bên em cũng sẽ chuyển đi cho anh em thợ này. Đây là những cặp loa audio king. Đấy, audio king 6.5 đấy. Rất nhiều như các bác nhé. Đấy, anh em thợ đang chờ xe đến bốc thôi ạ. Và giờ đây bên em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.